ba giờ anh còn chưa ngủ. Tương tự vì em biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng phải như em phụ người ngủ đêm mơ. Nào, là người trên mây, yeah. Tóc em là suối, mắt em là hồ, nụ cười em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là Xuân Diệu, anh cũng biết làm thơ. Vì giờ trong đầu anh toàn thương với nhớ. Bà nghe là sao mà mày mốt quá, mình hát mà đứng yên, sao mà đứng yên. Có nhiều cái từ mà hành động nó không nên xuất hiện cùng lúc nha. Là gì mình mộng du vậy? Nên là chưa ngủ, bà, nên là chưa đủ. Cái gì điều vậy, em như bị thiếu ngủ vậy sao? Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với chương trình Sàn đấu ca từ. Và đây là vòng tàng hình. Lượt chơi ở vòng này chúng ta sẽ có 3 bài hát. Còn nếu nhấn chuông mà trả lời sai thì sẽ dành một điểm đó cho đội của đối thủ. Ôi Sam ơi, Sam dẫn mấy số rồi? Cũng nhiều á. Nói chuyện bớt căng. Là không, em sợ. Bớt căng quá tôi kìa. Ôi trời, mình có làm gì sai sao ta? Không phải. Tại vì luật chơi là Sam nghiêm túc lắm. Là Sam là một những MC về chính phải kịch. Cười, mình phải cười lên. Mình phải ra dáng là một cô gái xinh đẹp trong chương trình. Đừng để cái vị trí đó cho Huy. Huy cười nhiều lắm. Nè, có những lúc luật chơi Huy không hề cười. Nào, giống như bây giờ Huy dẫn nè. Nghiêm túc luật chơi vậy đó. Và phải hát. Đi ra chợ. Đi ra chợ liền. I lie away at night. À. See things in black and white. You only get you inside my mind. You know you have make me blind. Em hát mà người ta không nhận ra bài đó luôn kìa. Funny. Em lại coi thường người em gái của anh rồi. Tổng thương mặt xanh tổng thương. Hát thôi, anh bị hoài giọng anh, không ai nghe được em hát. Hát đi, anh đánh đờn. Vô. I lie away at night. Xin lỗi. Em bị bệnh. Em bị bệnh. Dạ đúng rồi. Hey man, vậy nên tôi thích một chiếc vùng đôi. Buồn đôi để anh đứng hết tất cả món ngon mà tôi thích. lại ho như mùa 1 đúng rồi. Cái gì? Ổn không? Đang bị ho. Bệnh em bị bệnh, em bị bệnh. Anh thông cảm cho em. Đúng rồi. Thì ra bị lây. Cái bệnh này nó lây, trẻ ơi. Thì ra có lây. Đừng có lây qua tôi nghe. Vậy là em lây anh. Dạ đúng rồi. Em lây anh rồi. Đón xem tập 5 Sàn đấu ca từ mùa 3 được phát sóng vào lúc 20:25 thứ 6 ngày 17 tháng 5 năm 2019 trên kênh HTV7.